anh chị cần ra đánh bại được tên con đồ. Vậy tập này anh chị cần đang thắng có đánh lợi gì nữa không? Mời các bạn sẽ đón xem tập phim Thanh Chi Cần Gặp Nam. Thằng danh này mày đang ở đâu? Bố mày xin cho mày nhiều đòn. Thằng này mày trốn mày á? Thì ra mày ở đây. Mày nhiều xương cho tao. Bố không đánh con bằng tay nhưng bố đánh con bằng mông à? Mày ra về ngủ năm nữa ơi, mày chết rồi tao. Không điểm hoa được, không điểm là 4 điểm đâu. Ok, không 2, 7 điểm.
bọn tôi quay quay lại lại của mọi người luôn đi. Bọn tôi xin lỗi tất cả quý vị và tất cả các khán giả đang xem phim ở bên dưới, bởi vì là lỗi là do tôi quên không cắt cái đoạn đi, nên thôi đoạn này tôi như coi bỏ qua nhé, tôi xin lỗi. Ai mua rượu đây? Cháu mua rượu chú nè. Rượu 50.000 một chai cháu ạ. Ok, cháu xin. Cháu đưa tiền này chú. Ok. Bố ơi, rượu đây. Ừ, bố cảm ơn con. Thanh ơi. Hả? Gì? Cô giáo đưa học bạ cho mày này. Cô giáo viết trên một cái tờ giấy cô giảng mày ở trên lớp đây. Ok, được rồi. Bye bye nhà mình nhá. Ờ, rồi ok. Không biết cô giảng bạ có cái gì hay ho đâu cơ chứ. Thì kệ. Rồi, ta xem ta được mấy điểm nữa. Nó ta cầm được rồi. Không thể nào, tại sao lại là toán 3 anh 1, lý 1, hóa 2, văn 2,5, tin 1, sử 2, địa lý 1,25. Quả này toan thật rồi. Quả này là bị bố đánh thêm cho lần nữa rồi. Hai người có chuyện gì đây? Cái gì tôi thấy gì đấy? Đưa bố xem nào. Toan thật là bằng bạn. Anh bị cực. Ơ con, sao không đưa bố một số? Toán lý này, hóa này, lý này, đại lý này, rồi anh này, văn này, tin này. Sạch bóc nhờ viên.